Chiều ngày 10 tháng 3, Ban dân tộc tỉnh phối hợp với Phòng dân tộc huyện Con Rẫy đã đến thăm hỏi, độc viên hai gia đình dân tộc thiểu số có người thân bị đuôi nước tại thị trấn Đắc Rợ Ve và xã Tân Lập, huyện Con Rẫy. Trong tháng 2 năm 2021, trên địa bàn huyện Con Rẫy có hai người bị đuối nước là bà Y Đành, 75 tuổi, ở thôn 3 thị trấn Đắc Rợ Ve và ông A Puang, 83 tuổi, ở thôn 4 xã Tân Lập, cả hai nạn nhân đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại các nơi đến thăm, đại diện là đạo ban dân tộc tỉnh đã chia buồn, động viên và mong các gia đình vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Mong muốn chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em và người già. Chia sẻ khó khăn mất mát với các gia đình, đoàn đã trao tặng mỗi gia đình 2 triệu đồng đây là số tiền được trích từ nguồn quỹ thăm hỏi dành cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo bị rủi ro đột xuất của ủy ban dân tộc